Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một cấu hình loa full 30 từ neo. Đây là mẫu bên cửa hàng nhà em chọn lọc lên sóng giới thiệu cho các bác. Các bác chơi cấu hình full 30 từ neo này, cam kết cho các bác chất lượng và hay luôn. Riêng cấu hình này các bác chơi mọi dòng nhạc, và đặc biệt các bác hát karaoke thì tiếng rất nhẹ, tiếng sáng các bác nhé. Đây là một cái mẫu mới nhất bên cửa hàng nhà em cho ra mắt. Để bán thường xuyên cho các bác và duy trì thường xuyên cái mẫu này. Các bác nhìn thấy không? Một form mẫu em phải nhận diện là mẫu quá đẹp. Các bác nhìn mẫu vỏ thùng này. Đây là mẫu vỏ thùng hot nhất. Đây là mẫu vỏ full 30 JBL các bác nhá. Vỏ này của nó là vỏ sơn sần chống nước. Nước sơn quá là đẹp, quá là mỹ mãn luôn. Vỏ thì đầy đủ ốc treo nóc này, tay sách này, ốc treo nóc này, treo ngang. Lên khi các bác đi lắp loa, các bác treo nó rất là thuận tiện. Cấu hình này cho các bác chơi gia đình này, lắp phòng hát thì rất là hay. Form lưới các bác nhìn này, lưới của nó là một cái mẫu lưới nhìn rất là sang trọng. Thùng là màu nước sơn chủ đen, màu nước sơn màu đen. Lưới có vải chống bụi thưa nên các bác có thể nhìn thấy củ bát ở bên trong. Full 30 JBL. Cái này ấy, bây giờ đi vào vấn đề chính các bác nhé. Bổ sung thêm, cái thùng này em sẽ cho các bác kích thước luôn này. Có đế cắm cọc loa phần dưới đáy. Kích thước cao 60, sâu 38, ngang rơi vào tầm khoảng 36-37 các bác nhé. Hai thanh thông hơi ở phần mặt trước. Thùng thông hơi mặt trước như này nó tiếng ra rất hay luôn nhé. Ở đây thì em sử dụng lắp với chép 450. Con này chép lắp nhôm RCF các bác nhé. 450 leo bi. Con này côn 44 và bên trong là lõi đồng dây dẹt luôn. Xịn sò luôn. Họng kèn của nó là họng kèn 18x18. Và về phần củ bát, củ bát thì em phải đính chính lại. Đây là củ bát chính hãng của Hewell các nhá. Em lắp cho các bác sử dụng củ bát của Hewell luôn. Con bát 30 là con bát 30 Hewell côn 76. Và con này côn của nó là côn nhôm dẹt, nên là tiếng rất hay. Với cái năm này các bác nhá, khi các bác đi mua củ loa bát 30 Hewell, các bác nhìn thấy đi, riêng cái hàng chính hãng các bác nhá, nó phải có mã số đàng hoàng này. 12, từ từ các bác nhá, nó đang bị sáng quá. 12 LDF75M1. Con này mắc công suất của nó rơi vào 800W trở kháng 8 ohm. Nhưng chú ý cho em, cái hàng chính hãng của công ty nó phải có mã số mã vạch, các bác nhìn thấy chưa? Phải có mã số mã vạch như này các bác mới mua hàng nhá. Không có các bác không mua cho em. Cọc chạm đồng. Chú ý đi mua hàng trên thị trường không có mã số mã vạch, không phải hàng chính hãng của công ty Hewell nên không mua. Bao giờ phải có như thế này thì các bác mới xuống tiền. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Côn 76. Vòng tròn đánh quanh vòng tròn cổ côn là một lớp keo trắng sữa, nhện màu vàng. Nhện của nó được lưng lên là bởi cái nhựa màu da cam này, chính ra cái này này để thoát nhiệt từ phần côn ra các bác nhá. Theo như nhà máy cho em biết được con này, côn của nó là côn dây dẹt. Gân vải tầm dầu 3 gân. Đây, chất lượng màng là chất lượng màng của công nghệ Anh Quốc. Xương nhôm, nhìn con bát này rất là hầm hố luôn. Đây. Từ leo bích 7 màu. 2 4 6 8 cái lỗ tản nhiệt. Ở bên trong thì lót toàn bộ bông mút trứng. Phân tần em sử dụng là phân tần JBL 6012. Hai trở nhôm. 4 cái tụ lọc. Nói chung phân tần 6012 nó rất là nhiều linh kiện, các bác nhìn đi. Phân tần này cho tiếng sáng, tải rất là bền luôn. Đánh được cho cả bát 30 và bát 40. Thùng bên em năm nay nâng cấp lên làm này, thùng này. Mặt này là mặt ép này, chôn gen lục giác toàn bộ hết. Đây nữa này. Thùng với ke góc đầy đủ. Em nói hơi dài dòng, phải nói dài dòng như này thì các bác mới hiểu được. Ok chưa các bác? Rồi nhá. Bây giờ em sẽ mở to nhạc lên cho các bác nghe chất âm. Cho to nhạc lên.
quá hay và quá xuất sắc với một cái cấu hình này. Hãy nhấc máy gọi điện ngay cho em. Với một cấu hình này, em bán với giá là 8 triệu. 8 triệu em bao ship toàn quốc các bác nhé. 8 triệu bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Giá quá hợp lý cho các bác. Các bác bỏ ra 8 triệu, các bác được chơi cấu hình full từ neo luôn. Quá là mỹ mãn luôn. Vâng đây, bát tiếng lẩy tanh tách luôn. Hôm nay em sẽ cho nhỏ nhạc xuống. Ở video phần 2 em sẽ test bản karaoke cho các bác. Các bác thấy không? Bỏ ra 8 triệu chơi hàng dựng nhưng mà sử dụng bát chép từ leo ngon luôn. Đấy, trên thị trường các bác, các bác cứ tham khảo đi. Trên thị trường những dòng loa nhập khẩu gì, cái gì nguyên thùng ấy, bán nào để 10 triệu mấy, 9 triệu mấy, bỏ ra 9 triệu mấy, 10 triệu mà chơi cái bát từ thường. Đây em bán 8 triệu em bao ship chơi hẳn từ neo luôn cho em. Đấy, các bác lựa chọn đi, có xứng đáng không? Đúng không các bác? Nên là nhấc máy điện cho em nhá. Đây là hai cái số điện thoại nhà em. Hai cái số điện thoại nhà em 5815 và 72. Mua hàng điện trực tiếp cho em vào hai số này. Nếu mà điện nhà em máy bận thì xin vui lòng các bác kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo cho em nhé để em trả lời. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Bác nào mua cấu hình này mà đặt số lượng thì hãy liên hệ riêng cho em. Em để giá rẻ nhất Việt Nam luôn, rẻ nhất các sàn thương mại điện tử. Cứ nhấc máy lên cho em điện về bên em là giá bao rẻ toàn quốc luôn. Thôi nha, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ và tặng nhé một lượt đăng ký kênh các bác nhé.